Ở nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn mua vào số 152 ngày 2 tháng 1. Và nội dung của hóa đơn mua vào là chúng ta mua tấm sóng của công ty cổ phần bao bì PNT với tổng giá trị của hóa đơn 79.998.380 đồng. Do đó, hình thức thanh toán ở đây sẽ treo qua công nợ phải trả cho nhà cung cấp và thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Với mặt hàng là tấm sóng doanh nghiệp mua về phục vụ cho mảng sản xuất để tạo ra thành phẩm, do đó đây sẽ là hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho. Và đằng sau hóa đơn mua nguyên vật liệu sẽ là phiếu nhập kho, phản ánh toàn bộ tấm sóng này được nhập vào kho 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Nghiệp vụ phản ánh liên quan đến mua nguyên vật liệu về nhập kho, các bạn sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 152 làm tăng kho nguyên vật liệu với tổng giá trị 72.725.800 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là 10%. Có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp và số tiền phải trả là 79.998.380 đồng. Sau khi hạch toán xong thì chúng ta sẽ nhìn lại tổng số tiền bên nợ sẽ phải bằng tổng số tiền bên có. Căn cứ vào hóa đơn mua nguyên vật liệu số 152, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với hóa đơn mua vào, các bạn sẽ vào phần hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Tích chọn một nhỏ mua hàng trong nước nhập kho để phần mềm cập nhật thêm phiếu nhập. Tích chọn hình thức là chưa thanh toán. Các bạn phải lưu ý, phải chọn đúng hình thức thanh toán để phản ánh đúng công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Và ở phần phiếu nhập kho, các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp là công ty cổ phần PNT. Diễn giải các bạn sẽ ghi mua nguyên vật liệu về nhập kho theo hóa đơn mua vào số 152. Các bạn sẽ điền ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày 2 tháng 1 năm tài chính. Và các bạn phải lưu ý chọn đúng ngày hạch toán, ngày chứng từ và ngày trên hóa đơn. Vì khi lên tờ khai, kê khai thuế, phần mềm sẽ căn cứ vào ngày trên hóa đơn. Và khi các bạn chọn sai ngày hạch toán, ngày chứng từ thì toàn bộ các nguyên vật liệu cũng sẽ được nhập không đúng ngày. Và khi chúng ta muốn xuất nguyên vật liệu ra để đưa vào quá trình sản xuất thì thực tế ngày đó chúng ta cũng sẽ không có nguyên vật liệu đủ để đưa vào quá trình sản xuất. Do đó các bạn phải phản ánh đúng ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày trên hóa đơn. Và số hóa đơn các bạn sẽ điền hóa đơn số 152. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần mã hàng và lựa chọn vật tư số 03 là nguyên vật liệu tấm sóng được nhập vào kho 152 và phản ánh nghiệp vụ nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Lúc này các bạn sẽ điền tổng số lượng và đơn giá căn cứ trên hóa đơn với tổng số lượng là 14.842 m2 và đơn giá 4.900. Sang phần đai nhỏ táp thuế, các bạn sẽ điền phần trăm thuế suất căn cứ trên hóa đơn là 10%. Sau khi hạch toán xong, các bạn kiểm tra lại toàn bộ các nghiệp vụ hạch toán và kiểm tra tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp 79.998.380 đồng. Với tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp 79.998.380 đồng. Và như vậy đã khớp với tổng số tiền trên hóa đơn. Phản ánh đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ phản ánh liên quan đến mua nguyên vật liệu về nhập kho chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp trên phần mềm kế toán MISA.